Lô. Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khả nè mọi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng soi sắc độ của cầu thủ cái bang Tân Trưởng Môn thành công like cho anh em xem nha mọi. Và anh em cùng xem thử ngày hôm nay sắc độ của cầu thủ cái bang Tân Trưởng Môn sẽ như thế nào và ra sao nha mọi. Anh em đợi khoảng một tí. Đây anh em à. Hiện tại anh này đang có cho mình đó là hình như là chắc chắn là sẽ có một cái tà ấn Tân Trưởng Môn rồi đây mà. Sau khi lên ngôi vị cái bang Tân Trưởng Môn tháng 6 này thì anh này đang có cho mình là một ấn tín cái bang Tân Trưởng Môn. Hết tất cả năm. Cộng phi thông phi long tại thiên một cấp và cộng với thiên hạ vô cổ một cấp đây là một trong những hai skill chính đích trưởng và bóng này mà. Rồi chúng ta cùng xem sơ đồ tiếp tục của Thành Công Lai. Hiện tại Thành Công Lai đang có chúng mình là phòng thủ lý 25 chạm 40 sinh lực lượng ở từng cái nón, một con nón tím khá là đẹp, một cây vũ khí họ sắc nội công 195 làm chạm 40, một chiếc chuyền kháng tất cả 16 kháng lôi 13 hồi mộng, một áo phục hồi 40 kháng lôi 14, chuẩn set vũ khí hỏa, nón hỏa này mà. Một tay kháng độc sinh lực lượng 100, một nhẫn kháng băng 23, 30, một nhẫn chón 12, 40, kháng hỏa 40, kháng hỏa 12 và chón 40 sinh lực lượng, một ngọc bội sinh lực 156 và kháng độc 15 và nội lực 108, một đôi giày tóc 30 kháng băng 15 và một cái tiếp nguyên tinh kháng cảnh 5 ngược kháng cảnh 3. Hình như là cái đai lưng này có một cái đai lưng kháng hỏa chón rồi mà chắc là bị bỡ rồi đó mà. Bỡ rồi nên là chắc không có mai. Chắc bị bỡ chưa mang qua. Anh này cái bang Tân Trưởng Môn anh em ơi. So về hướng này thì khả nhìn thì anh này chắc là tương đương khoảng cấp khoảng 114 anh em ơi. Khoảng 114. So với cái hạng này thì người năm đó nữa mà. Gọi thì trên top cái bang có top rồi. Với 114 lại Tân Trưởng Môn là khá đẳng cấp đó anh em ơi. Hiện tại trên này là khu vực cái bang thì chúng ta có thấy là rất nhiều cao thủ rồi mà. Nhưng mà này thì không được chấm tốt cái bang luôn. Nhưng mà vẫn lấy cho mình được cái bang Tân Trưởng Môn. Đây là thực sự quá khét rồi mà. Rồi. Vừa rồi anh em đã theo dõi sơ qua sơ đồ của Tân Trưởng Môn cái bang rồi. Thì nhìn sơ qua tổng sơ đồ này khả để ý đã bài đánh giá thì nó đẹp nhất vẫn là hai món lô tím này mà. Từ nón một cây vũ khí. Nón này thì sẽ mua khoảng tầm khoảng hơn 2 triệu. Và cây vũ khí này cũng tầm hơn 2 triệu nữa mà. Đó, một món tím trung bình khoảng hơn 2 triệu một món như này. Giá chiên này khá thấy đẹp nữa nè mà, giá chiên này kháng cả 16, kháng lô 13, giá chiên này khả nghĩ chắc cũng hơn 1 triệu rưỡi, là khoảng tầm 15 cho đến 20 kim. Còn mấy món đồ ngũ hành này thì năm hành này thì khả thấy nó cũng khá tương đối bình thường. Server thì mấy món đồ này thì cũng có nhiều người buôn bán nhưng mà không dám, không có đắt lắm, rất là rẻ thôi. Rồi, chung thì tóm gọn lại thì tổng set đồ này cũng trên dưới 5 triệu nè mà, trên dưới 5 triệu nha. Đó, trên dưới 5 triệu, rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho cao thủ Tân Trưởng Môn Thành Công Like, một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Các bạn Tân Trưởng Môn. Và không những hơn thì kính chúc nữa một buổi xem video vui vẻ nha. Nhớ like chia sẻ ủng hộ mạnh nha anh em ơi. Bye bye.